Cái bà này bà chắc bà cũng muốn hại em hay sao á, hoặc bà thử em gì đó. Bà cho là thôi tối nay anh qua ngủ với em đi. Chắc chắn là bị gài rồi. Chắc chắn là bị gài rồi. Trong nhà lưu trú thì sáng sớm 5 giờ hay 5 mấy gì đó mới mở cửa, cái em mới kêu là thôi dù gì thì sáng mai anh cũng qua anh rước em đi, thì thôi anh qua đây anh ngủ luôn đi, để sáng mai đi chung cho nó tiện. Ừ, gài quá. Em đồng ý ngay liền. Còn cái giờ em gom đồ qua em ở thì tắt đèn. Gây cân quá. Chuẩn bị xíu lần nữa nè. Hai người lúc đầu thì nằm hai hướng. Tắt đèn xong em lên giường. Rồi bà quay về hướng em. Em chụp thời cơ ngay, kéo lại, nâng cầm lên, hôn nhẹ một cái. Bà ấm áp ngã vào lòng em. Trời ơi. Chi tiết quá. Rồi là hai đứa ôm nhau tới sáng luôn, không ngủ được tí nào hết. Trong người nó cứ rạo rực, nó muốn làm một cái gì đó đó. Không ngủ được, không thể ngủ được. Còn đây bây giờ hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Wow. Mời hai em ngồi. Xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo và chào tất cả mọi người. Em tên là Thiện, năm nay em 28 tuổi. Thiện em đang làm công việc văn phòng. Em tên là Tú My, năm nay em 23 tuổi. Và em cũng làm việc nhân viên văn phòng ạ. Hai bạn quen nhau như thế nào? Tụi em quen nhau nó kịch tính lắm. Nó lạ lắm chị, không có giống ai trên đời nãy chưa. Như là hai bạn kể đi. Quen từ kiếp trước vậy á. Từ lúc quen tới bây giờ chưa tới 4 tháng nữa mà sắp cưới rồi. Sắp cưới rồi. Hiện từ cái lúc gì? Quen tới lúc ngồi đây bây giờ là dạ, chưa tới 4 tháng. Tụi em tìm hiểu nhau trong vòng 2 ngày sau đó là quen luôn á. Xong một tuần sau là tụi em đi về ra mắt phụ huynh liền luôn. Ủa hai bạn nôn dữ vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mình kể cái lần đầu tiên gặp nhau sao mà một ngày sau là quyết định yêu nhau đâu. Tội nghiệp em lắm chị, em bị ông này ghét mà không biết lý do tại sao luôn. Tự nhiên ghét người ta. Ờ thấy là ghét. Thấy là ghét à, ấn tượng đầu tiên thấy là ghét à. Kỳ cục. Rồi cái hôm sau cái là bạn này phải ở dưới tỉnh lên trên Sài Gòn học. Thì buộc là phải ở trong cái khu nhà lưu trú của công ty. Lên thì không chịu ở, đi ra ngoài chơi. Bắt đầu cái bạn mà đi cùng thì lại đồn là con này nó đi chơi tới 2-3 giờ sáng. Xong coi như là ghét càng thêm ghét nữa. Còn em á thì trong lúc đó là em cứ nghe mấy chị trong công ty khen ông này nè, là khen trời ơi tốt lắm nha, cưng người yêu cực kỳ luôn. Ủa em ơi, Thiện tốt lắm, hiền lắm. Bắt đầu thế là trong lòng em mê lắm. Nhưng mà lúc đó là em mê trước. Dạ, nhưng mà lúc đó là em chưa có thấy mặt ông này ngoài đời đâu. Trời ơi. Trời ơi, nghe kể không mà mê chưa thấy mặt. Tại nghe cưng đó chị. Nghe cưng lắm. Xong cái trong công ty có cái báo cáo nội bộ để xem hình á, trên đó có hình có thông tin cá nhân. Ồ hình hả, lung linh tỏa sáng luôn, nhìn đẹp kinh khủng. Cái lúc mà gặp ông này ngoài đời, cái chị kia chỉ anh Thiện nè. Cái em nhìn trước mặt em đâu tin đâu, đâu không à. Cái ông chị đây nè, nó trời ơi, lúc đó là vỡ mộng luôn, không còn gì nữa hết trơn. Ok, vậy trong hình nó ảo hơn hả em? Trời ơi, ảo kinh khủng lắm chị, mà năm ngày xưa cái cà bằng cái gì mà nó đẹp ghê lắm. Ủa hình thẻ mà cũng có cà nữa em. Thời huy hoàng của em đã qua. Cái hình đó là hồi lúc mới vô công ty á phải không? Dạ đúng rồi. Đợt đó là công ty tổ chức đi du lịch chung. Thì bà này là ngày trước bà cũng làm hướng dẫn viên rồi. Nhưng bà đứng ra bà lo tour mọi thứ hết. Đêm hôm đó mọi người là sẽ đi bộ với nhau trên một con đường làng. Mà trời thì rất là tối, thì lại có đom đóm nữa, giống như là trong chuyện tình ngày xưa vậy đó. Lãng mạn lắm. Nì wēn wǒ ái nì you. Trời ơi, lãng mạn lắm. Để diễn vậy. Bây giờ bà kể lại mà bà còn thấy lãng mạn nữa. Đầu cái vô tình bà này đang xách đồ, em mới tới xách phụ thì tay chạm tay. Dụ đúng em là đó cái... chạy, dụ em đó chạy. Vô tình tay. Chạm hay cố dạ. ý chạm à, cái này là vô tình chạm à, tự nhiên cái giống như kiểu chạm bao lâu? Một lần là... chạm vào nhau là nhớ điện nhau cả đời vậy đó. Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Điện giật hả? Dạ, chạm vào cảm giác nó thích lắm luôn. Giống như là xét đánh một cái, nhất định là phải cưới con này làm vợ. Ghê vậy đó hả? Rồi xong rồi đêm đó cái là bà này bà đòi bà về nhà bà. Là đang đi du lịch đòi đi về. Đúng rồi, bà đòi về bà ở với về với lại mẹ, tại vì mẹ có một mình thôi. Thì mình cũng năn nỉ. Thôi mà người đang chơi vui mà, thôi em cố gắng tối nay em ở lại đây đi. Thực ra là mình để muốn mình thấy bà lâu hơn đó. Đòi về không? Không về, dễ gì. Không về mà còn hứa là tối này sẽ qua ngủ chung nữa. Có luôn. Ủa sao có tự nhiên luôn. Chưa quen nhau hôm qua ngủ chung. Phòng tập thể chị. Dạ. Phòng tập thể, tức là mình chỉ cần vậy thôi là mình đã có thời gian mình thấy vui nhau rồi. Nhau vui rồi. Rồi tối sự đó. Sự cố xảy ra liền chị, tối gái gọi. Chính rồi, ông này có bồ rồi còn thả thính tôi. Rồi cái này mất vui nè. Để tiếp đi em. Là lúc đó em thả thính lại chị, em thả cho chừng nào dính rồi thôi cho bỏ ghét vậy đó. Là 11 giờ đêm là một cái bạn nữ trong cũng là trong văn phòng luôn, cũng làm chung luôn.
Thì thường thì hai anh em hay chia sẻ những cái thông tin cá nhân. Anh em gì mà chia sẻ 11 giờ đêm đúng không chị? Dạ thì bởi em lộn lộn liền. Cho nên là vì chính cuộc gọi hôm đó mà cuộc đời em rẽ ngã sang một hướng khác. Ghen tuông. Bên này ghen. Bên này chưa quen mà lấy gì ghen. Chưa ghen cũng ghen luôn. Vẫn ghen. Ủa ghen sản gì đó hả? Bạn đó gọi hai cuộc này không bắt máy. Xong cuộc thứ ba là lấy một số điện thoại khác gọi vô số điện thoại của ông này luôn. Xong mà lúc đó là điện thoại đang ghim trong cái loa là nó tự bắt máy luôn. Cái ai cũng nghe hết, tự nhiên nghe bên kia alo, anh ngủ chưa? Mà lúc đó 11 giờ mấy mà ông này nói mình mà lão không có bồ. Có biện minh gì không em? Mọi người cũng biết là nếu mà hợp nhau thì chỉ có thể là anh em thôi. Còn đây với đây không hợp nhau mới vợ chồng được. Ủa kỳ vậy? Okay giống vậy? Như Hương Tràm đã từng khẳng định qua bài hát Em Gái Mưa. Hợp nhau như vậy là chỉ là anh em thôi. Hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu. Sáng hôm sau lúc mà chuẩn bị về thì bạn này lại dắt em ra gặp một cái anh chàng khác. Anh chàng đó là ngày xưa theo đuổi bạn này. Hả? Cái hỏi là anh ơi em cưới anh này được không? Hỏi ai? Hỏi em. Hỏi anh kia. Hỏi anh kia là cưới anh này cưới được, em không? Được không? Người yêu cũ cưới được không hả? Đúng rồi. Gặp tới ông kia phải không? Lúc đó mình cũng có tình cảm trong người mà sao mình cũng cứ nôn nôn sao á. Anh có yêu em không? Bảo anh yêu em không? Mỏi 3 lần. Mình tính mở miệng ra mình trả lời là có. Cái bà chuyển sang hướng khác. Anh biết em chậm quá anh chị. Em sợ bị lừa chị ơi. Hai đứa nhắn tin qua nhắn tin lại mới ngày thứ hai thôi. Lúc đầu em lúc đó em có ý định là sẽ dẫn về. Cho nên em có gọi điện cho mẹ của My. Em có nói chuyện là mẹ ơi tụi con mới quen nhau có 2 ngày thôi. Nhưng thực sự là tụi con rất là thương nhau rồi. Nói chuyện với ai? Mẹ của ai? Dạ mẹ My. Em. Mà sao kêu bằng mẹ? Dạ đúng rồi. Mới 2 ngày kêu bằng mẹ luôn. Dạ đúng rồi chứ. Thấy cái cặp này ghê quá vậy. Rồi sao nữa? Thì nếu mà My mà có đồng ý thì mẹ có cho My ở với con ở ngoài kia không? Làm dâu không? Thì mẹ cũng nói thì lấy chồng phải theo chồng. Thì mẹ giao nó cho con rồi đó. Thì con cố gắng. Okay luôn. Mà gặp mặt em chưa? Nó gọi video call. Cười lắm anh, hai đứa em quen nhau, đi chơi với nhau là ngày thứ bảy. Xong tới tối ngày thứ hai là hai đứa bắt đầu quen nhau rồi đó. Xong cái cả đêm hôm đó là bạn đám cưới luôn. Là tụi em đi nó bị ngược á, đi từ đám cưới xong cái thấy ok chỗ đó rồi nha. Cái bắt đầu quay lại là mình sẽ sống ở đó là ok rồi. Xong cái quay lại nữa, làm đám này nọ sao. Xong bắt đầu mới vậy bây giờ ok đó, bây giờ mình tìm hiểu đi, nếu mà tìm hiểu ok tức là cưới liền. Hôm đó là em gọi điện cho mẹ xong xin phép là ngày mai cho lên để về nhà em. Rồi thì đêm hôm đó thì chở đi hồ con rùa chơi, thì chung là không có gì quan trọng hết, bình thường mình quan trọng là vào khách sạn. Hả? Hai ngày hả? Hai ngày. Wow. Em là em có mướn sẵn khách sạn cho bạn rồi, em chở bạn về xong rồi em cũng về nhà lưu trú thôi. Cái bà này bà chắc bà cũng muốn hạ em hay sao á, hoặc là bà thử em gì đó. Bà cho là thôi tối nay anh qua ngủ với em đi. Chắc chắn là bị gài rồi. Chắc chắn là bị gài rồi. Trong nhà lưu trú thì sáng sớm 5 giờ hay 5 mấy gì đó mới mở cửa. Cái em mới kêu là thôi dù gì thì sáng mà anh cũng qua anh rước em đi. Thì thôi anh qua đây anh ngủ luôn đi, để sáng mai đi chung cho nó tiện. Tiện quá. Em đồng ý ngay liền. Xong cái giờ em gom đồ qua em ở thì tắt đèn. Ngay cần chuẩn bị xíu lần nữa nè. Hai người lúc đầu thì nằm hai hướng. Tắt đèn xong em lên giường. Rồi bả quay vô hướng em. Em chụp thời cơ ngay, kéo lại, nâng cầm lên, hôn nhẹ một cái. Bà ấm áp ngã vào lòng em. Trời ơi. Chi tiết quá. Rồi là hai đứa ôm nhau tới sáng luôn, không ngủ được tí nào hết. Trong người nó cứ rạo rực, nó muốn làm một cái gì đó đó. Không ngủ được, không thể ngủ được. Rồi ra mắt làm sao? Phụ huynh bên đây làm sao? Cái này cũng là cái vấn đề trắc trở nữa. Thì do cái vùng miền, một bên là miền Tây, một bên là miền Trung. Thì phong tục hơn. Em dặn trước rồi, nhà em á là về là phải thưa chào đàng hoàng. Phải mở miệng nói chào bác, chào bà, chào ông gì đó. Dẫn về bà gặp mẹ em mà khớp. Không chào, không hỏi, không gì hết, cúi đầu một cái. Cái em mới nhắc. Nói thưa bác đi em. Cũng không luôn, đứng hình luôn. Rồi xong. Khớp đúng chỗ quá ha. Từ đó nguyên một ngày là không hề mở miệng nói bất cứ một cái gì hết. Trời, chứ nghĩ nhà em thì có hai mẹ con à, cộng hết dòng họ bên ngoại em luôn được có 7 người à. Nhà ông này tính con không á nha, con ruột không 13 người rồi. Vợ chồng nó là thấy hai mấy người, ông bà già với con nó thấy 30 người. Trời, em vô em hết hồn hết vía luôn. Rồi cứ đứng cứ im luôn, không nói tiếng nào hết trơn. Em đơ cứ ngắt luôn hết. Mẹ thì mẹ thấy không có thưa chào, không có hỏi anh hỏi han ai hết. Thì mẹ không có đồng ý cho hai đứa quen nhau. Thì mẹ chỉ nói như vậy thôi. Những lần sau tụi em vẫn tiếp tục về. Tại tụi em cũng yêu xa. Em thì ở Sài Gòn, còn bạn này ở Mỹ Tho là. Thì 3 tuần là về nhà nữ và bạn gái, và 1 tuần thì về nhà em. Lần sau về cũng không nói gì. Còn lần cuối cùng là bố em bị bệnh rất là nặng.
mà bà về bà cũng không thưa chào, bà cũng không hở mở cái miệng ra bà nói bác có khỏe không hoặc là bác có đau hay như thế nào không đó. Rồi sau lần đó là mẹ tuyệt đối là mẹ cấm luôn. Sao bạn trai nó giận rồi nói được gì chưa? Vậy em mới tức, em mới nghĩ đó là cái vấn đề bình thường thôi. Em nghĩ là bạn này sẽ chắc chắn là sẽ ok, đến cuối cùng tự nhiên bị đánh giá và cái việc không có lễ phép thì rất là không có đáng. Đúng rồi. Cái bà này về bà cũng suy nghĩ sao á, bà cũng đòi chia tay với em. Thì một hai thì em chắc chắn em nói là đây là cái cơ hội em nhất định sẽ cưới người này làm vợ rồi. Em cũng có nói với lại các anh chị á, thì bạn em thì mới về thì như vậy thôi, thì có gì nhờ anh chị nói thêm với mẹ. Thì em quyết tâm là em sẽ nói chuyện thêm, để một lần duy nhất nữa em sẽ dẫn về. Nếu mà không được thì thôi chắc là sẽ chuyển sang hướng khác. Đó, nhưng mà sau lần đó thì đến thời điểm hiện tại mẹ đã ok rồi. Mà thưa chưa, chào chưa? Dạ rồi. Sau về thì quá ok, quá ngoan hiền, quá ok. Lý do tại sao em thay đổi? Sợ anh này không cưới. Còn phía gia đình em là có chịu anh này không? Dạ chịu. Hồi đó em có nói với anh Thiện coi, em nói vậy nè, thấy mẹ em thương anh á, mẹ em thấy tủi quá. Tại vì giống như ngoài kia người ta không có thể hiện như trong đây của em á. Trong đây thì mẹ thương mẹ cưng lắm, ngoài kia thì không như vậy. Cái em được khen nhất á là cái vụ là bà ngoại của My, và cũng có tiếng là hơi khó khăn chút xíu. Mới quen có mấy ngày à, em chạy thẳng từ ngoài Bình Thuận em vào Mỹ Tho luôn. Em đi thẳng vào nhà, em ở dạ con chào ngoại, bay lên sàn ngồi bóp tay bóp chân như đúng rồi đó. Em kêu dạ bây giờ tụi con thương nhau rồi, giờ ngoại có đồng ý cho con làm cháu ngoại không? Cái ngoại kêu ừ. Bà ngoại em là khó nhất cái Mỹ Tho chị. Cái sàn đó là giống như một mình bà ngoại ngồi thôi, không ai đụng gì được tới ngoại này luôn. Coi như không biết, cây không biết là không có tội. Vô nhà lên luôn. Bà vô mà thương bà ngoại nha. Hai bạn hiểu nhau hết chưa? Đã biết được tật xấu của nhau chưa? Chỉ có một tật duy nhất là ghen, mà ghen quá đáng luôn. Gọi điện không bắt máy là ghen. Đang chạy xe gọi điện, sao giờ này chưa về nữa là ghen. Mà đang chat với bả mà ngưng chút xíu thôi, anh đang nói chuyện với ai, nói chuyện với gái đúng không? Đó, cứ vậy thôi, chỉ có một tật duy nhất là ghen vậy thôi. Em nhắm em có chịu đựng nổi không? Dạ thì có một thời gian thì em cũng cảm thấy mệt mỏi về cái vấn đề này. Thì hôm đó em cũng nhẹ nhàng lắm, từ nay đừng có bao giờ ghen nữa nha. Anh chỉ thương có mình em thôi. Rồi em nói một lần duy nhất thì từ đó giờ là cũng bớt rồi. Còn My, ngày trước lúc mà quen ảnh á thì em ít nói lắm. Cảm giác như em là muốn cái người đó tự nhìn em rồi biết em muốn cái gì vậy, tự giác vậy đó. Còn ông này là thôi rồi, không hiểu gì hết luôn chị. Ví dụ kêu em đói là bỏ đó, kệ em nha, em ăn gì rồi thôi. Xong cái chuyện này em kêu anh đi mua cái đó ở chỗ đó cho em. Đó thì mới đi. Ngồi vậy đó. Em mong muốn đối phương thay đổi cái điều gì? Thì hiện tại em mong muốn là ghen, mà ghen đúng, ghen có chừng mực thôi. Để vì cái vấn đề đó mà xảy ra chuyện xích mích thì em không muốn. Chị Tường đây là chỉ biết chúc phúc cho hai bạn thôi. Nhưng mà thật sự chị Tường thấy như thế này, hai bạn còn rất là trẻ. Đôi khi cái tôi của mình nó cũng còn rất là lớn. Ví dụ một cái chuyện điển hình giống như cái chuyện em, mà cái chuyện thưa hay chào ba mẹ thôi. Khi mình đã quyết định lấy chồng thì mình cũng phải có hy sinh một chút xíu để xây dựng cái mái ấm gia đình. Cho nên hai bạn cố gắng ha. Em cố gắng tỉnh cái một chút xíu. Còn em cũng vậy, ngược lại thì ví dụ bạn gái mình mong muốn mình những cái lề mề, những cái gì đó thì mình nhanh, đặc biệt là ở nhà của mình. Thì trước hết thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ của My. Con cảm ơn mẹ đã xem con như là con trai vậy, đã yêu thương con từ ngày đầu cho đến thời buổi hôm nay và chấp nhận con và giao My cho con. Ở sau cái cây đó có ông Bụt. À, hiểu không? Mỗi lần là cái cây nó có cái gì á. Mỗi lần là phải vô cái cây đó. Ồ, có quà. Yeah. Trước khi em trao quà cho anh đó thì con cũng nhân sống chương trình thì con gửi đến mẹ đầu tiên là lời xin lỗi trước tiên, không chỉ riêng mẹ mà là cả gia đình luôn. Vì lần đầu tiên những thiếu sót của con, và con hy vọng rằng những thiếu sót nó sẽ không lặp lại. Con cũng cảm ơn cha bởi vì cha đã ủng hộ con 100%. Còn cái này em tặng cho anh tại vì tánh của em với tánh của anh không giống nhau, không có lựa cái gì chung được hết trơn á. Cho nên cái này em tự làm, hy vọng là anh nhận. Đây là món quà bí mật của em. Hai đứa em ít có thời gian bên nhau lắm chị, nên cũng không có nhiều hình nữa. Đây là tất cả gia tài mà em có luôn á, em giữ lại luôn á. Toàn là hình selfie của hai người rồi ha. Vậy là giữ ý rồi ha. Cảm ơn em đã chọn anh là người đàn ông sẽ đi cùng em đến cuối đời. Và cũng hôm nay anh cũng mong mọi người có mặt ở chương trình chứng giám. Nhưng mà cái hôn nhân nên là tình yêu nó như là một cái cây hoa mình phải chăm sóc mỗi ngày thì cái cây nó mới có thể tươi tốt được. Chúc hai bạn hạnh phúc.
Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến vòng xoay may mắn. Các bạn sẽ có những phần quà như sau. Chúng tôi có một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen cho hạnh phúc trọn vẹn cùng trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra chúng tôi còn có một voucher trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom Baby Casting. Chúng tôi có một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra là 4 bình sữa thần thánh của chúng tôi. Xin mời hai bạn. Và phần quà các bạn có thể nhận được đó chính là... Và các bạn đã nhận được cho mình là một bình sữa thần thánh đến từ chương trình là xin chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Bạn nghĩ rằng là cái chuyện chưa đến thì thôi đừng có nghĩ tới làm gì, đúng không? Còn ngoài ra cái chuyện là chúng ta đã có được với nhau 4 tháng tuy là ít nhưng mà đã hạnh phúc, đã vui vẻ rồi. Thì hãy giữ những cái gì mà gọi là trong sáng nhất, tươi mới nhất dành cho nhau các bạn nha. Chúc các bạn hạnh phúc ạ. Xong trên đường đi thì em có gạ hỏi. Xong ông mới nói nhỏ là có, không có, nó có bồ rồi. Nhưng mà đừng có nói là anh nói cho em biết nha. Xong hồi đó rồi gặp thằng bạn xấu nữa. Bạn tốt vậy luôn á. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai em. Mời hai bạn ngồi. Rồi, xin hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em tên là Trần Tú Uyên. Hiện tại đang là sinh sống và làm việc tại Kon Tum. Em tên là Phạm Hoàng Anh Tấn. Hiện tại đang sinh sống ở Biên Hòa. Người ở Kon Tum, là... người ở Biên Hòa. Dạ. Sao quen được nhau? Tụi em học chung trường Anh là gia đình ở Kon Tum nhưng mà vào thành phố để học nghề thôi ạ. Dạ. Có nghĩa là quen nhau từ hồi xưa hả? Dạ đúng rồi. Lúc nào đang yêu xa? Tụi em quen nhau từ năm lớp 12, học chung trường nhưng mà lại khác lớp. Hồi xưa đó là coi như hai đứa là có nhỏ bạn chơi thanh cùng á. Là coi như là nó hú xuống lớp chơi á. Xong rồi bắt đầu mới thấy ông này nói nhiều lắm. Nói nhiều mà kiểu nhây nhây hài hài rồi vậy đó. Sau đó là bữa học quốc phòng á, là em có chở bạn đi chơi đi ăn, xong đó là xin số điện thoại. Ủa sao tự nhiên học quốc phòng xong chở nhau đi chơi liền vậy? Quá người mình đi cùng đó. Đi cùng với mấy đứa bạn nữa. Nhưng mà hiện tại tới giờ phút này là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Dạ 3 năm rồi ạ. Bây giờ là đang yêu xa. Dạ đúng rồi, đang yêu xa. Yêu xa bao lâu rồi? Gần 3 năm luôn rồi. Lúc mà mình mới quen nhau là mình cũng đã biết ở xa rồi đúng không? Dạ không, dạ. Đây... lúc còn đi học. Dạ đúng rồi, còn đi học. Sau một quá trình quen thì hai đứa xác định định hướng anh sẽ làm cơ khí, còn em thì buôn bán như vậy. Thì xác định là cùng một chí hướng thì mới là tiếp tục. Hai đứa không có ý định là sẽ học đại học nên là xác định kinh doanh ngay từ lúc đầu luôn. Sau cái lần đi chơi đó là lúc nào mới hẹn hò? Hai tuần sau. Ai tỏ tình trước? Dạ em. Như thế nào? Người nhắn tin trước là bạn em nhưng mà em là người tỏ tình trước. Lần đầu tiên tụi em đi chơi là hôm đó là mẹ chở đi học, nó dối là đi học nhưng mà không có đi học. Là ông này ông chạy lên là ông đón là coi như buổi trưa nắng vậy á, đi uống cà phê. Trong quán cà phê là vắng tanh, là chỉ có hai đứa thôi, hai đứa ngồi với nhau thôi vậy đó. Rồi sau đó thì như thế nào, câu chuyện các bạn diễn tiến như thế nào? Thì lúc quen nhau có biến cố. Mới quen là biến cố rồi á hả? Không, 2 tháng sau. Biến cố làm sao em? 2 tháng sau là coi như là mấy đứa bạn á kêu là ê Uyên, tao nghe nói là thằng Tuấn nó có bồ rồi đó. Xong rồi em có hỏi ông đây là ông đây kêu không, chia tay rồi. Không tin thì em nhắn tin hỏi thử coi đi. Vô tình á là một hôm là đi chơi xong rồi ông này mới nhờ anh bạn của ông này á là chở em về nhà. Xong trên đường đi thì em có gạ hỏi. Xong ông này ông mới nói nhỏ là có, thằng Tuấn nó có bồ rồi. Nhưng mà đừng có nói là anh nói cho em biết nha. Xong hồi đó rồi đi học rồi gặp thằng bạn xấu nữa. Bạn tốt vậy lại không sao cho em. Trời em thanh minh về với cái bầu quẻ. Chưa để ta kể hết mới thanh minh được. Giờ yêu cho ông này yêu mình xong rồi mình đá một cái cho đau luôn vậy đó. Rốt cuộc càng quen thì tình cảm càng nhiều nên là đá không được luôn. Ở mấy cái cô gái còn non nớt kinh nghiệm lắm. Tôi nghĩ mình tính hại người ta nhưng mà không ngờ là hại chính mình đó. Rồi thanh minh đi, sao? Mình là có nói thật với bạn là em đã qua mối quan hệ đó là chấm dứt rồi. Nhưng mà sau khi quen 2-3 tháng đó thì bạn gái cũ có ngỏ lời là quen lại. Quay lại mà em từ chối không được anh ơi. Mình thương người đúng không em? Là cuối cùng em quen một lượt hai người. Đúng rồi. Em vô tình như vậy. Em vô tình hả? Cái khoảng vô tình đó bao lâu? Em vô tình trong vòng mà 3 tháng tới, xong rồi tới Tết là em chấm dứt được mối quan hệ. Sao em chấm dứt được? Lúc đó em thấy bạn gái em rơi mắt nhiều quá.
anh... của bạn đó là mùng 2 Tết là có nhắn tin cho em. Trời ơi, nhắn sao? À, hỏi là năm có... đầu tháng hên dữ ha. Hỏi là có phải là quen ông đây không? Ừ. Có phải là giao thừa đi chơi cùng với nhau không? Đại loại là những câu hỏi như vậy là em trả lời thật thà hết, có sao là nói anh vậy hết. Và sau này thì ông nói thì tự giải quyết với cô bạn kia là chia tay thật. Cái tánh này, cái tánh trăng hoa sẽ theo hoài luôn. Có, đúng rồi. Sao bởi vậy? Nữa, con nữa, con nữa mà. Nữa tiếp nè. Hey. À, tưởng vậy là coi như là em, em đẹp rồi, sóng gió qua rồi. Ai ngờ là sao mà đi chơi điện tử, mê chơi điện tử lắm. Xong rồi ở trong quán điện tử đó là có quen một cái chị nha, mà lần này là em biết luôn, em cho anh quen luôn, thích thì anh cứ quen đi. Từ lúc đó là tình cảm hai đứa giống như nó còn con nít quá. Chị đó, chị có tình cảm với mình, xong cái mình cũng vô tình lại có tình cảm với chị nữa. Cái lòng thương người của em, cái lòng thương người của em lại trỗi dậy đúng không? Dạ đúng rồi, em lại vô tình thêm một lần nữa. À, vô tình nhiều lần quá. Dạ. Mối tình nó bao nhiêu lâu? Dạ, trong vòng được cũng 3 tháng. Dạ, cái chu kỳ em là 3 tháng ha. Rồi không cũng là cuối cùng là em có giải quyết gì không? Đó, 30 tháng 4 đi chơi với cô kia. Dặn em là không được nhắn tin cho anh. 10 giờ anh về anh tự nhắn cho em. Rồi em có làm theo không? Có, làm theo luôn. Rồi cũng 10 giờ mới điện. Không, em cũng không điện luôn. Tự về tự điện cho em. Em không đặt dấu hỏi tại sao 30 tháng 4 mà 10 giờ mới điện hả? Không, em biết mà. Biết mà. Biết luôn. Biết nhưng mà không, biết mà không dám nói ra thôi chị. Không dám nói hay là không muốn nói? Không muốn nói chứ không phải là không dám nói. Mà sao em cứ để cái chuyện này xảy ra hoài vậy? Thì lúc đó em kiểu như bất cần ấy. Em chưa xác định rõ cái tình cảm của mình nữa. Tại em cũng khổ nhiều quá ha. Bắt đầu từ ngày mà anh đặt chân vào thành phố học nghề á, thì lúc đó là hai đứa là xác định với nhau yêu thì mình sẽ đi đến hôn nhân luôn. Và đến giờ thì em cũng cảm nhận sự thay đổi. Có là có biến cố gì? Biến cố có sự cố gì xảy ra nữa không? Có, về gia đình. Gia đình như thế nào? Tết năm 2016 lúc tụi em hết học rồi. Mấy anh chị mới rủ nhau là đi phượt, là coi như hứng thú lắm. Đến ngày mà đi á thì ai cũng đi hết, có một mình em là không cho đi. Ba mẹ ba, không cho ba, đi. Ba không cho đi. Dạ đúng rồi. Đã kéo dài 2 ngày ba đêm. Dạ đúng rồi. Sáng đó thì ông này mới lên xin phép, nhưng mà ba vẫn giữ thái độ kiên quyết là nhất định là không cho đi. Hôm đó là ba mẹ ra chợ. Thế là em ở nhà em viết một bức thư nhỏ, xong rồi em gọi điện anh ơi anh ở đâu. Thế là em bắt taxi em dọn xuống dưới đó luôn. Viết lá thư cho ba. Để gì lá thư gì chồng? Ba ơi, con xin lỗi, con xin phép ba cho con đi chơi. Rồi sau lần đi đó về? Đoạn đường đi dài lắm. Lúc về thì sao con cảm giác đoạn đường đi ngắn quá. Mới đi mà tới nhà rồi. Về tới nhà cái là mẹ cũng biết tin. Mẹ bảo lên đó mà con đứng ở ngoài á, mà bác có muốn gặp con á thì con chạy vô mà xin lỗi bác. Mẹ, thì, mẹ của bạn trai. Dạ. Ông lúc đó hồi hộp lắm. Vừa tới nhà cái là bác ở đâu đi chạy thẳng ra cái là đánh cái là hai đứa nhảy xuống xe. Đánh ai? Dạ đánh dạ. Ồ, đánh dạ. Đánh em dạ. Đánh xuống xe. Dạ lúc đó thì em cũng xin lỗi. Có là xin lỗi, có nói là xin lỗi ngay lúc đó luôn, nhưng mà mình cũng cảm thấy ấm ức lắm, tại vì lúc đó mình được anh chị nói là cái trường hợp của em á là không có phải có lỗi. Mà tại vì em lên xin rồi mà bạn gái em vẫn đi, đó là lỗi bạn gái của em chứ không phải lỗi của em nữa. Em tự tin lắm, em không người là người không có lỗi mà. Xong rồi thì ba xách ba ly á, xong rồi dắt em về. Là ông này cũng định về theo nhưng mà em kêu thôi đi. À, cũng sợ. Và sau đó khi nào mới gặp lại ba thêm một lần nữa để xin lỗi chính thức? Trước đó thì hai bác cháu thì rất là vui vẻ, mà sau đó là có một khoảng cách. Tới giờ luôn. Tới bây giờ em... Tới bây giờ vẫn chưa lấy lại được tình cảm. 3 năm rồi đó hả? Dạ. 2 năm. Dạ. 2 năm. Dạ. Thôi em không tìm, sau này em không tìm em, cơ hội em gặp. Em có tìm cơ hội, em bạn gái em sợ. Em là người sợ, em là người không dám cho để gặp. Nhưng bây giờ ba mẹ vẫn biết là đang quen hả? Dạ đúng rồi, mẹ thì ủng hộ. Còn ba thì biết, nhưng mà ba không tỏ bất cứ một thái độ gì là đồng ý hay là không đồng ý hết. Rồi hai đứa em định như thế nào trong cái tương lai của mình, có kế hoạch gì chưa? Dạ, có kế hoạch là năm sau cưới. Đó là kế hoạch riêng của hai em thôi, chứ còn gia đình là chưa. Gia đình là hai bên đều biết cả, nhưng mà chỉ riêng ba của bạn. Một phần nữa là do bạn trai ở trong đây học nghề, chỉ có về một năm là về duy nhất một lần Tết thôi. Trời đất ơi, rồi cũng phải tìm cơ hội chứ. Rồi bây giờ định tìm cơ hội. Giờ lên đây là tìm cơ hội. Rồi giờ chị cho em cơ hội đó. Dạ. Bác là tụi trẻ, trước đây hai đứa con có sai lầm, nhưng mà sau này con nhận ra con muốn nói lời xin lỗi. Con cảm nhận được cái cảm giác đó là nó không đúng. Con muốn thông qua chương trình xin lỗi bác.
mong bác ủng hộ cho hai đứa con được nên duyên. Con cũng muốn ba đồng ý cho hai tụi con có thể đến được với nhau, tại vì tụi con cũng muốn trong cái đám cưới thì được sự chúc phúc của cả gia đình hai bên. Chị nghĩ là ba cũng nên, khi mà đang xem chương trình thì nghe, thì chắc nếu mà tụi em thành tâm như vậy thì ba chắc cũng bỏ qua. Người lớn đó, người ta rất yêu thương, người ta cũng rất là dễ tha thứ, nhưng với điều kiện là người ta phải thấy được cái sự thành tâm, cái sự xin lỗi của mình. Cái sai của em là suốt 2 năm nay em không tìm cái cơ hội đến gặp ba. Bản thân em là phải đích thân đến như một người đàn ông, gặp và xin lỗi trực tiếp nữa mới được nha. Những cái khó khăn gì nữa không? Dạ, khó khăn thì phía trước mắt là gia đình là muốn bác vui vẻ đồng ý cho hai đứa. Rồi chắc là bác đồng ý rồi đó. Dạ. Mình còn có khó khăn gì và mình dự định tương lai sẽ như thế nào? Khó khăn thứ nhất là phía của em. Kinh tế em vẫn chưa cảm thấy là đủ để mà đáp ứng cho nhu cầu của hai đứa đó. Cuộc sống. Dạ. Những cái đó mà mình không chưa chắc được, chưa chốt được thì người lớn sẽ không có an tâm. Em kinh doanh thì ổn định rồi. Em nghĩ lúc đầu thì có một chút khó khăn, nhưng mà nếu cả hai cùng nhau cố gắng thì không sao cả. Rồi ba mẹ, hai gia đình sẽ phụ giúp thêm. Bao lâu nữa thì em sẽ về công tâm? Dự định là hết năm nay. Tự nhiên là lo về kinh tế thôi. Dạ, đúng bây rồi, giờ còn dạ, tính xấu cái gì của nhau, mong muốn nhau thay đổi không? Có. Ông đây á hả, là mỗi lần giận lên là hay mày tao lắm. Kỳ kỳ vậy? Những lần cái mà em mày tao á là em tỏ ý, tại vì nói trước rồi anh đi làm về mệt lắm, nhiều lúc anh không quan tâm em được thì em đừng buồn. Con tính chất công việc của em là hay làm đêm về khuya á chị. Tính sao nói trước được, người ta là người ở xa, người ta cần tình cảm mà bây giờ không dành tình cảm bằng lời yêu chết thương rồi, nữa sao sống được. Khúc này là bác trai không có tha thứ rồi đó. Nhưng mà cái đó là không có nên. Thật sự là nóng tính cái gì thì mình phải kiếm cách giải quyết với nhau. Dạ, chứ nếu mà không có nên nói những cái lời mà làm đau lòng nhau mà đặc biệt ở xa lúc nữa. Mà bạn trai nói vậy thì em có nói lại không? Dạ có, nhưng mà chưa bao giờ em nói hỗn lại hết. Em chỉ nói là tại sao anh nói như vậy, tại sao em có mày tao với anh không? Dạ không, chưa bao giờ. Rồi tự động mày tao chút xíu xong rồi. Dạ rồi thôi, nói chung là được cái là mình có lỗi là xin lỗi. Từ trước đến giờ thì hai đứa chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Thôi không được, em phải hứa chứ không thôi là bác trai, chị thay mặt bác trai là chị không đồng ý. Chị từ chối trước luôn á. Từ chối trước luôn, em hứa cái vụ mày tao đó đi, chị ghét lắm. Cái này lâu rồi mà còn đấy là tật xấu lâu rồi chị. Mà thôi bây giờ cứ hứa trước đi cho yên tâm nè. Hứa chứ nhiều khi cái bệnh cũ hay tái phát lắm. Nhưng mà anh hứa là sẽ không bao giờ anh nói những lời nói khó nghe nữa. Còn cái tính đăng hoa là bỏ chưa? Dạ bỏ rồi chứ. Chắc chưa? Dạ. Nói chung á là chị thấy nè, hai bạn là còn rất là trẻ. Dạ. Thật ra yêu xa thì cũng không có nhiều thời gian để ở bên cạnh nhau nhiều. Chị cũng không biết là hai bạn đã hiểu hết tính nết của nhau chưa. Thì nếu như mà cái tình yêu của mình nó không đủ lớn và mình không hy sinh á, có chút xíu hy sinh cho đối phương á, thì nó sẽ khó mà cái tình yêu của mình nó khó bền vững lắm. Đó thì chị mong hai em nếu thật sự yêu thương nhau thì mình phải trò chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn, và phải thông cảm và sẻ chia với nhau thì mới có thể là có một cái gia đình hạnh phúc được. Em ơi, anh tính chất công việc là cơ khí cho nên là chưa bao giờ anh nói được một lời ngọt ngào, chưa bao giờ làm em vui tột độ mà toàn làm em khóc không à. Cho nên là anh hứa hôm nay không bao giờ mà để em buồn vì anh. Em ơi, làm vợ anh. Nếu đồng ý không? Đúng rồi, anh muốn làm đặc biệt mà. Rồi. Cố gắng lên nha. Cố gắng nắm chặt tay nhau. Chúc mừng hai em. Vòng xoay may mắn, chúng ta sẽ có những phần quà sau đây. Đầu tiên đó là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Các bạn còn có một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen cho hạnh phúc trọn vẹn trị giá cũng 15 triệu đồng luôn. Ngoài ra chúng ta còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng và 4 bình sữa thực hành của chương trình Yêu Là Cưới. Và hai bạn, các bạn mong muốn quà gì? Muốn chụp hình cưới hả? Cưới chụp hình cưới ha. Rồi
Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Hai bạn đã nhận được về cho mình là một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết.